Ngươi... Mạnh tỷ bị Trần Kế Chân giết rồi. Vào với ta. Nói với Trần Kế Chân rằng ta mang một món quà lớn đến cho hắn. Kho công văn. Lý đại nhân, sao muộn vậy rồi mà vẫn chưa nghỉ? Ta phải đích thân mang món quà này đến cho đại nhân. Hắn là ai? Con trai của Tống Hạc Minh. Ta ở chiếu ngục đã 10 năm nay, mang danh sách hộ canh gác, chứ thực ra là một tù nhân. Chiếu ngục lạnh lẽo ẩm ướt khiến ta mắc biết bao bệnh tật, không lúc nào rời được chậu than này. Ta đã thành một kẻ vô dụng rồi, mà tất cả đều do Tống Hạc Minh ban tặng. Còn bàn tay đó của ta cũng bị Tống Hạc Minh chặt đứt. Hôm nay cuối cùng ta cũng chờ được ngày nợ cha con trả. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết nhanh vậy đâu. Chúng ta cứ từ từ mà làm. Chúng ta cứ từ từ mà làm. Lục Tranh chính là con trai của Tống Hạc Minh. Giống, rất giống Tống Hạc Minh. Thật sự rất giống Tống Hạc Minh. Ai mà ngờ được chứ, Lục Vũ Lâm lại nhận nuôi con trai của Tống Hạc Minh. Đại nhân, mở cửa đi đại nhân. Đại nhân. Đi. Yeah.
Tránh ra. Đại nhân, mau, đại nhân, mau mở cửa, đại nhân, đại nhân, đại nhân. Lệnh bài của Thiêm Sử ở đây. Trần Ký Chân thông đồng với Yến Dương đã bị hành quyết tại chỗ. Các ngươi còn không bỏ binh khí xuống, chẳng lẽ cũng muốn làm phản? Phản loạn ở trấn Phủ Ti đã bị bọn ta giải quyết hết rồi. Phương Tiểu Kỳ đã khai, xác nhận là phản loạn. Cao đại nhân cũng theo Yến Dương. Mau đi xem lục đại nhân. Giờ nào rồi? Giờ ngươi lên đường, ta lên đường, hay hắn lên đường, còn chưa chắc được. Chính ngươi đã giết Mạnh tỷ. Đúng vậy. Còn bắt Mai Đậu đi. Đúng. Mai Đậu đang ở đâu? Tuyên, thánh chỉ. Tuyên, thánh chỉ. Phụng thiên thừa giận, hoàng đế chiếu giết. Bách hộ cảm y vệ trấn Phủ Ti Lý Đông Phương có thân phận đáng ngờ, lệnh cho Lục Tranh tạm thời giam giữ Lý Đông Phương, chờ điều tra rõ sự thật rồi xử lý. Đô chỉ huy sứ cảm y vệ Lục Vũ Lâm và Thiêm Sự chỉ huy Tư Hướng Nam lén thông đồng với phản loạn, khi quân phạm thượng, mua đồ xấu xa, tội không thể tha, lập tức cách chức quan của cả hai. Lệnh cho cẩm y vệ nhốt hai người này vào tử lao, nghe theo xử trí. Việc công của trấn Phủ Ti tạm thời do Lục Tranh thay mặt quản lý. Khâm thử. Lục đại nhân, còn không tiếp chỉ. Ti chức không hiểu. Để nào ngài muốn kháng chỉ sao? Ti chức tuân chỉ. Người đâu? Giải tội phạm Lục Tư vào tử lao, tạm thời giam giữ nghi phạm Lý Đông Phương. Rõ.